Mọi người biết không, chủ thượng của chúng ta và công chúa Khởi Mộng thành thân là chuyện vui tày trời đó. Đây mới thực sự là nhĩ bính, trai tài gái sắc. Phải đó, ta phỏng. Nhưng mà nghe kể người thành thân hôm đó còn có một người tên là Quan Tam Muội gì đó, chẳng biết lỡ đâu ra 3 vạn. Nha đầu hoang dại, nói không chừng cô ta lại có thai gà con của chủ thượng đó. Thất lễ rồi. Tỷ tỷ đừng giận nha. Bách tính thời nay toàn thích tám mấy chuyện vụn vặt trong nhà thôi, quen là sẽ ổn mà. Mấy bà, chủ thượng và Tam Muội thật lòng yêu nhau. Hơn nữa Tam Muội tính tình lương thiện còn thông minh, không nên nói cô ấy như thế. Vị tiểu ca này, cậu không hiểu lòng người hiểm ác đâu. Cháu gái của cháu họ nhà ta làm việc ở trong nội thành, nó tận mắt nhìn thấy Quan Tam Muội có thai. Nếu không, một cung nữ thấp hèn như cô ta, chủ thượng dựa vào đâu mà rước cô ta, còn thành thân chung với công chúa Khởi Mộng. Đúng rồi, đó gọi là dùng bụng bầu uy hiếp chủ thượng. Có những người nhìn thì làm bộ làm tịch thế thôi, chứ bụng dạ toàn mưu mô, thất đức dữ lắm. Nè tiểu cô nương, cô thấy có phải không? Bà nói quá đúng. Có phải không? Muội muội. Bà, mấy người nói sau lưng người ta cũng phải có chừng mực chứ. Bà có quen Tam Muội không? Bà có hiểu tình cảm giữa Tam Muội và chủ thượng không? Chẳng biết gì đã ngồi đây phát ngôn bừa bãi, hủy hoại danh tiếng người ta, coi chừng xuống địa ngục bị vặt lưỡi đó. Tiểu cô nương này, nói năng độc mồm thế hả? Cẩn thận sau này không lấy được chồng đâu. Hỗn sược, bà bị mù đấy à? Ta là công chúa Vân La. Vị này chính là thành chủ Hiên Nguyệt. Chủ thượng sao? Chủ thượng vạn phúc, Hiên Nguyệt quang minh, bình thân hết đi. Đa tạ chủ thượng. Hôm nay ta sẽ cho các người làm quen Tam Muội. Liễu Hiên Minh, chàng định làm gì vậy? Là chủ thượng. Nàng ấy là nữ nhân quả nhân chính danh ngôn thuận trước về, chung tình trọn kiếp. Dân gian thường có kẻ nói ra nói vào, nói Tam Muội mê hoặc quả nhân. Nếu nói như thế thật thì phải là ta mê hoặc Tam Muội. Ta cũng như các người, ấn tượng đầu tiên về nàng ấy quả thật chẳng ra sao. Cho rằng nàng tiếp cận ta là có mưu đồ khác. Nhưng sau một thời gian ta mới ý thức được, lúc trước nàng cứu ta là xuất phát từ lòng lương thiện. Dù cho hôm đó người gặp nguy hiểm không phải là ta, thì nàng vẫn sẽ dũng cảm đứng ra. Nàng là món quà ông trời ban cho quả nhân. Quả nhân hy vọng các người có thể tôn trọng nàng như cách các người kính trọng ta. Các người có thể chỉ trích sau lưng ta, hạ bệ ta, trách móc ta, thậm chí nhục mạ ta. Nhưng nhớ kỹ, không được nói xấu nàng, một câu cũng không được. Tuyệt quá, hoan hô, hay lắm. Có gì mà ghê? Phải đó, người không biết thưởng thức dung nhan ta, tự khắc có người biết. Chí phải, chỉ là một phu nhân thành chủ thôi mà. Ta sang thành Mộc Hề gả cho Diệp Chiêu Nam là được. Phải đó. Diêu Hổ để mất dấu Dịch Dung Quân rồi. Hắn có ý lẩn trốn, không dễ dàng bám đuôi thế đâu. Chứng tỏ bọn chúng có vấn đề thật. Chỉ là không biết bọn chúng có âm mưu gì thôi. Nếu chỉ để ám sát ta thì chúng có thể ra tay lâu rồi, không cần phải chờ đến ngày đại hôn. Nghe chàng nói vậy thì đúng là chuyện này kỳ lạ quá rồi.
Công chúa bất giận, công chúa bất giận. Ta phải giết chết Tam Muội trước ngày đại hôn. Công chúa không thể tức giận được đâu. Dịch Dung Quân nói rồi, trước ngày đại hôn công chúa không thể sinh thêm rắc rối được. Người phải nhớ lấy, rốt cuộc ai mới là chủ nhân của ngươi. Công chúa. Chà, sao nhiều quà mừng thế? Đều là các thành bang gửi tới đấy. Nào, cùng bóc ra đi. Ta thích cái này. Làm gì vậy? Nàng làm gì thế? Đoán xem, trong đây có cái gì? Nàng xì hơi hả? Phân, kẻ nào dám to gan thế? Dám tặng phân vào ngày quả nhân đại hôn, mời mở. Mời nàng. Được. Rượu can đảm. Rượu can đảm. Cái này không phải cho nàng. Thế là cho ai? Cho chàng đấy. Ta không cần. Chàng cần mà. Không cần đâu. Ôi trời, đừng lôi thôi nữa. Nào, ta bấm cho chàng. Há miệng ra. Không cần mà, không cần thật. Không cần đâu. Cảm ơn ta thật sự. Ta không cần thật. Ta không cần. Thật đấy, cảm ơn. Thọ điện. Quả nhân ra lệnh cho nàng, nhất định phải bình an trở về. Kể từ hôm nay, ngày nào ta cũng sẽ đứng ở lầu thành dõi theo nàng. Nếu nàng nhớ ta, thì hãy nhìn về hướng của Hiên Nguyệt. Ta sẽ ở đây chờ nàng. Vậy nếu sau khi ta đi khỏi, chàng gặp được nữ tử còn xinh đẹp hơn ta thì sao? Không được nhìn. Nếu như gặp được nữ tử còn hoạt ngôn lanh lợi hơn ta thì sao? Không được nghe. Vậy sau khi ta đi, chàng không được không nhớ nàng. Vậy chàng yên tâm, ta nhất định sẽ bình an trở về thôi. Đại tỷ, tỷ nhất định phải về sớm đấy. Yên tâm, ta sẽ trở về sớm thôi. Quan Tam Muội, gặp được Diệp Chiêu Nam thì chuyển lời hắn. Nếu hắn động tới một sợi tóc của nàng, ta sẽ đích thân thống lĩnh đại quân sang bằng Mộc Hề. Tam Muội đi bao lâu rồi? Khởi bẩm hoàng thượng, Tam Muội sáng nay mới khởi hành. Cảm giác như đi lâu lắm rồi. Đằng trước còn một chặng. Tam Muội uống nước nghỉ chút nha. Được. Dừng. Các ngươi qua bên kia tìm chút nước đến đây để sứ thần đại nhân lau mặt. Đi. Vâng. Tướng quân Cẩm Phù lệnh cho chúng ta giết chết người bảo chúng ta viết thư, nói là chúng ta không làm theo.
thì người thân của chúng ta sẽ tiêu đời. Người viết thư chẳng phải là tam muội sao? Nói như vậy là muốn ba chúng ta đi. Đại ca, nước này sao mất hết sức lực vậy? Nước này làm sao vậy? Xin lỗi nha tam muội. Kim Mộc Hề đâu? Lúc các ngươi giết hắn, có nhìn thấy Kim Mộc Hề không? Hả? Làm gì vậy? Các ngươi muốn làm gì? Xin lỗi tam muội. Lão Quan, ông làm gì vậy? Không muốn quay về cứu con gái sao? Con gái? Thư con gửi cho Cẩm Phù không có tác dụng. Giờ Cẩm Phù ép bọn ta giết con đó. Bọn ta cũng đến bước đường cùng rồi. Đưa cho ta. Triệu Tinh, ngươi không có người thân trong tay Cẩm Phù, ta phải về cứu mẹ của ta. Phùng Lôi, tam muội với chúng ta từng là huynh muội, cùng lắm ta theo ngươi về thành Mộc Hề cứu mẹ của ngươi. Con gái, bọn ta cũng không đành lòng, nhưng mà bọn ta đứng ở giữa khó xử quá. Chà, bọn ta đều có người thân. Cẩm Phù, tại sao chỉ thị các ngươi giết tam muội? Bọn ta cũng tò mò. Tam muội à, tại sao Liễu Hiên Minh một mực yêu muội? Tại sao công chúa khởi mộng của thành Thiên Mộ chết trong tay muội? Giờ tới tướng quân Cẩm Phù cũng muốn hành thích muội. Tam muội, muội rốt cuộc là ai? Nhị ca, nếu mọi người là người Mộc Hề, bây giờ nên hành lễ với quả nhân. Sao chứ? Cái gì? Đây hả? Quả nhân là thành chủ Mộc Hề, Diệp Chiêu Nam. Trời ơi, đừng đùa nữa mà. Tỉnh lại đi tam muội. Bọn ta không biết muội là nam hay nữ sao? Con gái à? Con không sao chứ? Phụ vương từ nhỏ đã yêu cầu ta xuất hiện với thân phận nam nhi. Vì vậy, cho đến bây giờ, không ai biết thành chủ Mộc Hề thật sự là thân phận nữ nhi. Nếu mọi người đã là người Mộc Hề, thế vật này đại diện điều gì? Kim Mộc Hề, Kim Mộc Hề, tham kiến chủ thượng. Tướng quân, không có. Tướng quân, bọn ta không nhìn thấy Kim Mộc Hề. Không nhìn thấy, thưa tướng quân, không nhìn thấy. Lẽ nào lúc rơi xuống vách núi làm mất rồi? Bây giờ Diệp Chiêu Nam đã chết, chúng ta có thể đồn đại trong triều tin tức thành chủ Băng Hà. Trước khi tìm thấy Kim Mộc Hề, không được mang tin Diệp Chiêu Nam đã chết đồn ra ngoài. Người phái thêm người xuống vách núi tìm Kim Mộc Hề. Như vậy ta mới có thể danh chính ngôn thuận kế thừa ngôi vị thành chủ. Vâng. Tướng quân, tướng quân tha mạng. Tướng quân, bọn ta không dám nói bừa. Tướng quân, đúng thế, tướng quân, bọn ta không dám. Ta chỉ tin người chết
Bọn ta biết nhiều chuyện như vậy, tướng quân Cẩm Phù không giết bọn ta diệt khẩu chứ? Chỉ cần mọi người làm theo lời ta nói, nhất định thoát được kiếp này. Giữ lại tính mạng của bọn ta còn có tác dụng đó tướng quân. Đúng thế tướng quân, Liễu Hiên Minh cử sứ thần quan tâm muội tới đây. Bọn ta từng hầu hạ cô ta ở Hiên Nguyệt, cô ta rất tin tưởng bọn ta có thể góp sức cho tướng quân. Tướng quân xin tha mạng cho bọn ta. Các ngươi không nhắc sứ thần Hiên Nguyệt còn đỡ. Muội muội ta chính là chết ở thành Hiên Nguyệt. Các ngươi nghĩ ta sẽ giữ lại cô ta sao? Tướng quân, tướng quân, tướng quân, lẽ nào lý tưởng hoài bão của người chỉ là thành chủ thành Mộc Hề sao? Nói tiếp đi. Sứ thần mà Hiên Nguyệt phái đến tên là Quan Tam Muội. Dung mạo của nữ nhân này có phần giống với Diệp Chiêu Nam. Cô ta là thành chủ phu nhân tương lai của Hiên Nguyệt. Liễu Hiên Minh hết mực sủng ái cô ta, chuyện gì cũng nghe theo Tam Muội. Hắn vì Tam Muội thậm chí hủy hôn với Thành Thiên Mộ. Nếu kiểm soát được Quan Tam Muội cũng như sẽ kiểm soát được Liễu Hiên Minh, khi đó Mộc Hề và Hiên Nguyệt đều sẽ nằm trong tay của tướng quân. Đúng vậy, bọn tiểu nhân nói câu nào cũng là thật. Nếu tướng quân không tin, có thể phái người đi hỏi thăm. Đúng thế tướng quân. Tướng quân, nghe nói do ghen tuông, Quan Tam Muội đã giết chết công chúa Khởi Mộng của Thành Thiên Mộ. Chuyện này đã đồn khắp Hiên Nguyệt. Tướng quân, giữ lại mạng cho bọn ta. Bọn ta xin thề chết cũng đi theo tướng quân, giúp tướng quân xây dựng Giang Sơn. Đúng vậy tướng quân. Bọn ta làm vậy, tướng quân Cẩm Phù sẽ tin sao? Chúng ta còn phải thêm một liều thuốc mạnh. Liều thuốc mạnh này sẽ hoàn toàn tê liệt đầu óc của hắn. Báo cáo tướng quân, Dịch Dung quân của Thành Thiên Mộ cầu kiến. Khiêng quan tài của hắn vào trong trước. Ba người các ngươi phải ngày đêm canh giữ quan tài. Nếu để người khác phát hiện xác của Diệp Chiêu Nam, ba người các ngươi sẽ không được chết yên thầy. Tiểu nhân tuân lệnh. Cho mời Diệp Dương quân. Vâng. Vâng là chúng ta đến rồi. Đây là nơi ở tại Mộc Hề của ta, khá ẩn khuất, không ai biết. Nếu ở quán trọ, ta sợ sẽ gây chú ý. Thiệt thòi cho muội rồi. Không thiệt thòi đâu, ở đây quả thật tuyệt vời lắm. Huynh xem, huynh nhìn bụi nè. Ở chỗ của bọn ta không đạt được độ dày này đâu. Còn cái ghế này nữa, thoải mái hơn Hiên Nguyệt bọn ta nhiều đó. Vâng là, thiệt thòi cho muội rồi. Chờ ta giải quyết xong chuyện ở đây, chúng ta lập tức về thành Hiên Nguyệt. Không thiệt thòi, không thiệt thòi chút nào hết. Chỉ cần là nơi có huynh, ở đâu cũng là nhà. Thế muội ở yên tại đây. Ta đi tìm tướng quân Cẩm Phù. Ta đi cùng huynh, không được. Nguy hiểm lắm. Nhưng mắt của huynh, muội quên rồi à? Tuy ta không thể nhìn xung quanh, nhưng ta có thể nghe tiếng. Thế ta dọn dẹp nơi này, chờ huynh về. Không ngờ công chúa Vân La của chúng ta còn có mặt hiền lương thục đức thế này. Đó là tất nhiên rồi. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đi lung tung. Biết rồi, ta là công chúa đó. Công chúa là ngoan nhất mà. Đi, xem thử đi. Thật khó tin. Nếu Liễu Hiên Minh biết người hắn thích là Diệp Chiêu Nam, hắn sẽ điên lên. Nét mặt cười trên nỗi đau của người khác của huynh thật là đáng ghét. Để Liễu Hiên Minh không bị điên,
Cô hãy cân nhắc bản quân đi. Chủ thượng đã trải xong giường, mời người đi ngủ. Dạ. Đừng. Đại ca, ôi đừng. Mọi người làm gì vậy? Chúng ta cứ như trước đây là được rồi. Đây, không dám, không được. Trước đây bọn ta vô phép tắc mạo phạm chủ thượng, mong chủ thượng đại nhân đừng có chấp lỗi tiểu nhân. Đúng vậy. Thế được, thế mọi người cứ như vậy đi. Tính cách của tam muội các người hiểu nhất. Các người nghĩ cô ấy sẽ lấy thân phận chủ thượng để chèn ép các ngươi sao? Chắc chắn là không. Cần ta hỏi lại lần nữa à? Đúng vậy, tất nhiên rồi. Tất nhiên là không rồi. Tam muội à, đúng vậy. Lần này quay về thành Mộc Hề, nguy hiểm khôn lường, không khác gì xông vào hang hầm miệng cọp. Dung mạo của cô làm sao lừa được tướng quân Cẩm Phụ? Huống hồ tướng quân Cẩm Phụ biết Diệp Chiêu Nam ở bên cạnh bọn ta. Cho dù chúng ta lừa hắn, nói là đã giết Diệp Chiêu Nam, nhưng bọn ta xuất hiện cùng lúc với muội, Cẩm Phụ nhìn thấy muội, hắn có tin không? Vì vậy chúng ta không được xuất hiện cùng lúc. Ba người còn chuyện quan trọng hơn cần làm. Ba bọn ta, ba người phải để Cẩm Phụ tin Diệp Chiêu Nam đã chết thật rồi. Sao rồi con gái? Tam muội, muội vẫn ổn chứ? Bọn ta hỏi thăm rồi, chúng ta từ hành lang đi thẳng về phía nam là cửa sau không có ai. Muội cứ đi theo cửa sau. Ta nghĩ con nên trực tiếp vào cung, đối chất với Cẩm Phụ tốt biết mấy, phơi bày hắn. Không đơn giản như cha nghĩ đâu. Một là binh quyền trong thành ở trong tay Cẩm Phụ. Hai là tình thế trong triều chưa rõ, có bao nhiêu đại thần là phe của hắn vẫn còn chưa biết. Chúng ta cần tạm thời dẹp yên hắn trước, chờ chúng ta nắm được tình thế trong triều mới tính toán cũng chưa muộn. Vẫn là con gái nói có lý. Cha, ca, mọi người nhớ kỹ, mọi chuyện phải cẩn thận. Cẩm Đình công tử, thành Mộc Hề này sao vắng vẻ giống ngôi miếu ở núi sâu vậy? Hôm nay là tang lễ của tỷ tỷ ta. Cô cũng biết đại ca ta tướng quân Cẩm Phù quyền cao chức trọng, khắp thành đều phải để tang. Hóa ra là vậy. Lúc ta ở thành Hiên Nguyệt thường nghe nói Cẩm gia là trụ cột của thành Mộc Hề. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Thế sau này Thiên Nguyệt phải nhờ cậy Cẩm Đình công tử chiếu cố rồi. Thiên Nguyệt cô nương yên tâm, sau này cô gả vào Cẩm gia ta, ta nhất định đối xử với cô thật tốt. Bàn tay này mịn màng trắng trẻo, mềm thật, còn thơm nữa. Đi. Cẩm Đình công tử, đây là đâu vậy? Tại sao chúng ta không về phủ tướng quân? Trong phủ đang tổ chức tang sự cho tỷ tỷ ta. Ta đưa cô nương về nhà lúc này, ra thể thống gì nữa? Cũng phải. Quả thật có hơi đường đột, vô phép tắc. Nhưng có thể tìm quán trọ để ở mà. Đây là nơi nào chứ? Bạch lộ cô nương có điều không biết, thuê phòng có mấy ai nghiêm chỉnh đâu. Thử nghĩ đường đường nhị công tử Cẩm gia dẫn hai cô nương đi thuê phòng, nếu đồn ra ngoài, nói ra không ai tin. Nhị công tử nói đúng lắm, đây cũng là suy nghĩ cho danh tiếng chúng ta. Quả thật nên như vậy. Vẫn là Thiên Nguyệt cô nương sáng suốt. Bạch lộ, cô đi lấy nước đến đây. Chúng ta dọn dẹp chỗ này. Không nghe Cẩm Đình công tử nói chuyện với ngươi à? Đứng đó làm gì? Mau đi đi.
Thiên Nguyệt cô nương, cô xem chúng ta sớm muộn cũng thành thân. Có những chuyện làm sớm là muộn cũng phải làm, đúng không? Cẩm Đình công tử nói đến hôn sự à? Chuyện này ta phải thương lượng với mẹ của ta. Hôn sự cái gì? Cái ta nói tất nhiên là hành sự rồi. Bảo bối à, cô giả này với ta cả buổi rồi, còn làm bộ cái gì chứ? Cứu mạng! Nào, tiểu bảo bối, ngươi làm gì vậy? Ta sẽ cho cô bay bổng. Bạch lộ, bạch lộ. Nhỏ tiếng thôi. Bạch lộ cái gì? Cầm thuốc. Dám ức hiếp lão nương? Biết lão nương là ai không? Ngươi nhớ năm xưa lúc lão nương ở thành Hiên Nguyệt, cũng là nhất chi hoa tung hoành Hiên Nguyệt. Nếu không phải tại thành Hiên Nguyệt quá nhỏ, không chứa nổi giả tâm hoài bão đoạt lấy giang sơn và tài trí hơn người trị vì thiên hạ của lão nương, lão nương sẽ theo ngươi đến thành Mộc Hề ư? Ta nói cho ngươi biết, nếu biết điều thì bảo ca ca ngươi Cẩm Phù giao ra binh quyền, lão nương sẽ dẫn quân cai quản thành Mộc Hề, đánh về thành Hiên Nguyệt, tiêu diệt thành Thiên Mộ, thống nhất thiên hả? Ta thấy thống nhất thiên hạ hơi khó đấy, nhưng thống nhất thanh lâu vẫn được. Dịch Dương quân từ xa đến đây không đơn giản chỉ để bái tế muội muội của ta nhỉ? Tướng quân thông minh, bản quân đến đây là muốn đòi người với tướng quân. Đòi người? Muốn đòi ai? Quan Tam Muội, thành Hiên Nguyệt. Dịch Dương quân đến thành Mộc Hề đòi người của thành Hiên Nguyệt, đúng là biết nói đùa. Bản quân được biết Liễu Hiên Minh phái Quan Tâm Muội đi đến Mộc Hề. Người này đi theo Liễu Hiên Minh nhiều năm, rất được Liễu Hiên Minh tin tưởng. Cô ta được sủng nên kiêu, đến công chúa khởi mộng của thành Thiên Mộ cũng dám giết. Bản quân ắt báo thù này. Thế Dịch Dương quân tại sao không giết cô ta ở Hiên Nguyệt? Ở Hiên Nguyệt có Liễu Hiên Minh bảo vệ cô ta mọi lúc, bản quân thật sự khó mà động thủ. Bây giờ cô ta từ Hiên Nguyệt đến Mộc Hề, bản quân không thể tha cho cô ta. Người đời đều biết công chúa khởi mộng của thành Thiên Mộ và Dịch Dương quân mưu đồ bất chính ở thành Hiên Nguyệt, thất bại thảm hại. Đường đường là Dịch Dương quân, giờ đây đến một đầy tớ cũng không có, một mình đến Mộc Hề, dựa vào đâu ở đây khoa tay múa chân? Dựa vào chuyện bản quân vẫn là Dịch Dương quân của thành Thiên Mộ. Tướng quân đến thành Thiên Mộ cũng không coi ra gì sao? Sứ thần Hiên Nguyệt, Quan Tam Muội đến. Cô ta đến rồi. Dịch Dương quân, động thủ đi. Nếu tướng quân có ý làm bạn với thành Thiên Mộ, chi bằng tướng quân đích thân động thủ đi. Được thôi. Tiểu nhị. Có. Tiểu nhị, hai vị khách quan muốn gọi gì? Cho ít thịt lừa. Có ngay. Hai vị chờ chút. Các cô nương mau ăn đi, ăn xong ngày mai còn phải tới phủ tướng quân. Làm lỡ việc của tướng quân chúng ta đều không gánh vác nổi đâu. Ông chủ, chúng ta đi nhà xí. Ôi trời ơi, người lười thường lắm chuyện. Mau đi đi.
Hai vị cô nương, đây, chỗ này nhường cho hai người chúng ta đi. Không 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 không, cô nương à, tại hạ muốn hỏi thăm hai vị cô nương một chuyện. Không biết có phải hai vị định đến phủ tướng quân cẩm phù không? Đúng vậy, tướng quân muốn mở tiệc chiêu đãi sứ thần Thành Hiên Nguyệt và Diệp Dương quân ở Thành Thiên Mộ. Chúng ta đến nhảy múa góp vui. Nào nào, đi đi. Khoan khoan khoan, người cứ giữ chúng ta lại làm gì chứ? Chúng ta đang vội đi nhà xí. Đúng vậy, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Chúng ta đã nhường chỗ cho các ngươi rồi. Không phải đâu, cô nương à, cô nương. Không biết hai vị có muốn kiếm thêm ít tiền không? Chúng ta vội đi nhà xí, có chuyện gì để lát nữa nói đi. Chúng ta còn có thể nhịn thêm lúc nữa. Chủ thượng quả nhiên trời sinh đã đẹp, mặc bộ này vào lại càng xinh đẹp động lòng người hơn. Thế nhưng chúng ta có cần phải mặc thế này không? Vì sao không nói chúng ta là sứ giả đến từ Hiên Nguyệt, sau đó đàng hoàng từ phủ tướng quân đến gặp tam muội? Ta muốn cho cô ấy một bất ngờ. Vậy chúng ta thế này liệu có bị phát hiện không? Lát nữa chờ tới lúc họ đi, chúng ta lén trà trộn vào. Thế nhưng vi thần thấy hơi khó chịu. Khó chịu thì ngươi về Hiên Nguyệt đi. Dễ chịu rồi, tự nhiên thấy dễ chịu rồi. Quan sứ thần Dịch Dương quân, dù hai vị có ân oán gì, ra khỏi thành Mộc Hề hai người thoải mái giải quyết, bản tướng quân sẽ không quan tâm. Nhưng ở thành Mộc Hề không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật, hai vị phải nể mặt bản tướng quân. Chắc Dịch Dương quân sẽ không nể mặt tướng quân chứ. Tướng quân, tam muội không giỏi uống rượu, xin lấy trà thay rượu mời tướng quân. Đêm nay trọng thần Thiên Mộ, sứ thần Hiên Nguyệt hội tụ ở phủ tướng quân nho nhỏ này của ta, quá là vui vẻ, sao có thể không uống rượu? Nếu tam muội không giỏi uống rượu thì uống ít là được. Nào, hôm nay bản tướng quân đã đặc biệt sắp xếp một đám ca cơ góp vui cho mọi người. Dừng! Bản tướng quân mời các ngươi từ ngàn dặm xa xôi đến đây không phải là để xem các ngươi nhảy múa. Cô nương xinh đẹp thế này ở đây lắc đi lắc lại thì mệt lắm. Bản tướng quân sẽ sắp xếp cho các ngươi một việc nhẹ nhàng, uống rượu góp vui với mọi người. Lời tướng quân nói cũng không nghe, có cần mạng nữa không? Còn không mau đi hầu hạ tướng quân và Dịch Dương quân đi. Ngươi đừng trốn. Ngươi, ngươi đấy, đừng trốn. Với thân hình này của ngươi, dù bao nhiêu người cũng không che được ngươi. Nào, chính là ngươi đấy. Phải. Bản tướng quân thích người trắng trẻo. Còn các ngươi nữa, còn không đi mau. Khoan đã, vị cô nương kia đến chỗ bản quân. Tới đây nào, còn cả ngươi nữa. Nào nào nào, bên này. Phải, nói người đấy. Còn ngay ra đó làm gì? Mau đi đi. Gọi ngươi đấy, mau đi đi. Đi đi. Hmm.
Dịch Dương Quân, vị ca cơ này có lọt được vào mắt ngươi không? Mỹ nhân thế này cầu còn không được. Vị mỹ nhân này rất giống một người quen của bản quân. Nào, uống rượu. Dịch Dương Quân à, ngươi đừng quá đáng nha. Liễu thành chủ đích thân đến đây, sao bản quân có thể phí của trời được? Hơn nữa ở chỗ bản quân vẫn tốt hơn là ở chỗ tướng quân Cẩm Phù chứ. Gương mặt nhỏ nhắn này, người ngươi rắn thật đấy. Gương mặt nhỏ nhắn này mềm mại thật đấy. Phải rồi, sứ thần đại nhân cũng có phần của cô. Ba người các ngươi đi uống rượu với sứ thần đại nhân. Dạ đại nhân. Ăn nho đi, ta tự ăn. Nào đại nhân uống rượu đi. Đại nhân ăn chuối đi. Quan sứ thần, đây là Mộc Hề, không phải là Hiên Nguyệt. Cô cứ chơi thoải mái. Tên ngốc Liễu Hiên Minh kia không biết được đâu. Tướng quân, vậy còn chưa chắc. Quân ấy tin tức nhanh nhạy lắm. Vậy thì đã sao? Nếu hắn dám làm cô giận, chúng ta trong ngoài kết hợp tiêu diệt Hiên Nguyệt. Mỹ nhân này của ta uống say rồi. Sao còn chưa bắt đầu đã uống say thế? Nào nào nào, chúng ta uống rượu không thì chán lắm, chơi một trò chơi đi. Được đấy, vậy chúng ta uống rượu ngâm thơ được không? Uống rượu ngâm thơ cũ lắm rồi. Chúng ta chơi. Ta có. Ngươi không có. Thêm cả Châu phó tướng, bốn người chúng ta, mỗi người nói một trải nghiệm mình có. Nếu ai không có sẽ phạt rượu. Trò này nghe có vẻ rất thú vị. Được, vậy bản tướng quân sẽ bắt đầu. Bản tướng quân từng ra chiến trường, giết hàng trăm kẻ địch. Các ngươi có trải nghiệm này không? Mạc tướng từng theo tướng quân chinh chiến sa trường. Mạc tướng cũng có trải nghiệm giết hàng trăm kẻ địch. Trải nghiệm này tiểu nữ tử quả thật không có. Đại nhân uống giỏi quá. Tam muội, đến lượt cô rồi. Ta từng mặc đồ cưới. Trải nghiệm này nếu chúng ta có thì lạ rồi. Nào, bản quân nói một trải nghiệm. Bản quân từng tắm cùng một vị thành chủ. Bản tướng quân cũng từng cùng chủ thượng của chúng ta dịp chiêu nam tắm chung. Tướng quân, chơi trò chơi phải có lương tâm. Đùa thôi mà, ta phạt rượu. Tam muội, sao cả cô cũng uống rượu thế? Nghe nói Liễu Hiên Minh thích tắm. Hai người chưa từng tắm uyên ương à? Chuyện này đúng là không có. Nào, vậy mặt tướng cũng nói một trải nghiệm. Đầu lưỡi của ti chức có thể cong được. Mọi người thử xem. Uống rượu. Lần này bản tướng quân sẽ nói một trải nghiệm các người tuyệt đối không thể có được. Bản tướng quân từng giết thành chủ.
Tướng quân nói đùa phải không? Năm đó thành chủ thành Nhật Lạc đích thân dẫn quân công đánh một hề, cuối cùng bản tướng quân đã đích thân chặt đầu hắn. Các ngươi có không? Không có. Uống rượu. Tam muội, lần này cô nói một trải nghiệm độc đi. Trong lòng tam muội vẫn luôn yêu một vị thành chủ sâu sắc. Trải nghiệm này đúng là chỉ có tam muội mới có. Vậy còn chưa chắc. Trong lòng bản quân cũng yêu một vị thành chủ sâu sắc. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ Dịch Dương quân và Quan Tam muội là tình địch? Hóa ra là thế. Giống. Hai tình ngốc, càng nhìn càng thấy giống. Rót rót rót. Ngươi cũng uống đi, đừng làm hỏng việc lớn. Ta cần ngươi nói à? Rót đi. Rót rượu đầy vào, nhưng thật sự không thể nhịn được nữa. Nào nào nào, nâng chén. Rượu ngon. Phổ giác giai nhưỡng túy xuân hoa, nhất tần nhất tiếu thêm hồng nhan. Tướng quân, tặng mỹ nhân khỏe mạnh này cho bản quân được không? Chỉ cần không phải là bản tướng quân, những người khác Dịch Dương quân chọn thoải mái. Được, vậy thì người này đi. Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng. Bản quân xin cáo từ trước. Thú vị quá. Đi thôi. Bảo bối, uống rượu. Nào. Ngươi kéo ta ra đây làm gì? Bản quân vì tốt cho ngài. Nếu thân phận của ngài bị vạch trần, để Cẩm Phù biết ngài là thành chủ Hiên Nguyệt, vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng ban nãy mức độ thân mật của ba nam nhân kia với tam muội đã vượt qua giới hạn chịu đựng của ta rồi. Tam muội tự có chừng mực. Cô ấy thông minh như thế làm sao có thể chịu thiệt được. Yên tâm đi. Đêm nay ngài cứ ngủ đi. Bản quân sẽ bảo vệ ngài. Nhàm chán. Nào, tam muội. Tướng quân, tam muội không giỏi uống rượu, thật sự không uống được nữa rồi. Tửu lượng này của cô còn phải rèn luyện. Tướng quân, ta xin cáo lui trước. Nào, bản tướng quân dìu cô. Tam muội, tửu lượng này của cô không được đâu.
Dịch Dương Quân, không phải ngươi muốn quả nhân đi ngủ sao? Ngươi đi theo quả nhân làm gì? Bản quân thấy ngài ra ngoài, đương nhiên phải trông chừng ngài. Ngươi trông chừng quả nhân làm gì? Còn không phải sợ người làm hành động bất chính với tam muội sao? Tam muội là phu nhân của quả nhân, quả nhân muốn làm gì liên quan gì tới ngươi? Đừng quên, hai người mới bái đường một nửa thôi, chưa phải là phu thê đâu. Nếu chưa phải là phu thê thì hoa về nhà ai còn chưa biết được đâu. Đồ điên. Thanh Nhã Giang Cư. Ngươi cứ phải bắt chước quả nhân thế hả? Là ngài bắt chước ta mới đúng. Lần này ngài thua rồi, ngươi có thấy mình rất đáng ghét không? Vậy sao? Ngài ghét ta cũng có sao đâu, chỉ cần tam muội thích ta là được. Ngài làm gì được ta nào? Có bản lĩnh thì đánh ta đi. Chưa từng nghe thấy yêu cầu vô lý như vậy bao giờ. Sao chàng lại làm như vậy? Ta như vậy đấy. Chàng thân là thành chủ Hy Nguyệt, tự nhiên đến đây, có biết là nguy hiểm lắm không? Nếu như họ phát hiện ra thân phận của chàng thì họ sẽ giết chàng đấy. Giận rồi sao? Chàng làm gì vậy? Ta thấy nàng nổi nóng quá. Ta nghe nói ôm hôn có thể giải độc. Ta thấy cẩm phụ này không đơn giản đâu. Ngày mai cùng ta về Hy Nguyệt đi. Còn chưa bàn xong chuyện hòa giải, sao có thể dễ dàng dời đi chứ? Chuyện hòa giải nàng không đi tìm Diệp Chiêu Nam, lại ở lại phủ tướng quân làm gì? Tướng quân cẩm phụ này là quân thần đắc lực của Thành Mộc Hề, được Diệp Chiêu Nam tin tưởng. Nếu như thuyết phục được cẩm phụ thì cũng có nghĩa là thuyết phục được Diệp Chiêu Nam. Bao giờ mới thuyết phục được hắn ta? Chắc sẽ nhanh thôi. Nàng ở lại đây chắc không phải chỉ vì chuyện hòa giải đúng không? Nàng ở lại đây là vì tên đó. Hôm nay ta thấy ở trên yến hội hai người mắt qua mày lại. Làm gì đấy? Chua quá. Nàng đừng quên, nàng là người đã có phu quân. Ta trở thành người đã có phu quân bao giờ vậy? Chúng ta đã thành thân rồi đấy. Nhưng mà ta còn chưa bái đường mà. Nàng, sao nàng có thể nói ra lời vô trách nhiệm vậy được? Giận rồi sao? Liễu Hiên Minh, còn giận nữa không? Trời ơi, thôi mà, thôi mà, chàng đừng tức giận nữa. Ta
Ta quen biết một tri kỷ, cô ấy lại thích một người cực kỳ hận cô ấy. Cô ấy vì muốn ở bên người mà cô ấy thích, bất đắc dĩ giấu giếm thân phận, lừa gạt người đó. Chàng nói xem, người trong lòng của cô ấy có tha thứ cho cô ấy không? Vậy còn phải xem mục đích của cô ấy là gì. Nếu như mục đích của cô ấy là vì muốn tốt cho hai người họ, thì cho dù trong đó dùng chút mưu kế cũng không phải không thể. Người trong lòng của cô ấy sẽ không hận cô ấy chứ? Hai người yêu thương nhau mới là quan trọng nhất. Cho dù có đau lòng buồn bã, cũng nhất định sẽ tha thứ cho nhau thôi. Chú ý, hai người còn chưa thành thân đâu. Người cứ phải mặt dày mày dạn ở lại đây làm gì? Bản quân phải trông chừng ngài, sợ ngài làm chuyện bất chính với tam muội, không thể tin được. Ấu trĩ. Ba. Không sao, không sao. Không sao, ngủ đi nha. Không sao, ngủ đi. Ngươi đừng có ngủ. Không hổ là con gái của ta, lại làm cho hai nam tử vì con mà tranh giành. Có phong phạm của ta năm đó đấy. Năm xưa phụ hoàng cũng có hai nam tử vì người mà tranh giành sao? Nữ nhân. Nhớ đến năm đó, phụ vương đây cũng là ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng. Có biết bao nhiêu nữ tử từng theo đuổi chặn đường ta, chỉ là muốn nhìn khuôn mặt của ta. Kìa, họ chưa từng đến vạn sinh viên sao? Câm miệng, nói chuyện với cha con vậy hả? Bọn họ chưa từng thấy một khuôn mặt tuấn tú như vậy. Phụ vương, người giống với Liễu Hiên Minh quá đấy. Vậy hả? Vi phụ cũng thấy dung mạo của bọn ta không phân trên dưới. Là nhìn bình thường như vậy, nhưng lại tự tin như thế.